Xin chào tất cả mọi người đang xem cái video này của Xí. Hôm nay Xí rất là vui khi được kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện vô cùng đặc biệt. Và cái câu chuyện này nó đã giúp rất là nhiều người trên thế giới thay đổi cái cuộc sống của họ. Và Xí cũng là một trong những người rất là may mắn khi mà mình được biết cái câu chuyện này. Và từ khi mình biết cái câu chuyện này thì cái cuộc sống của mình nó đã thay đổi theo một cái chiều hướng hoàn toàn tích cực. Chính vì vậy Xuyến cũng mong muốn lan tỏa câu chuyện này đến với nhiều người, giúp chị em có cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong quá trình kể chuyện thì sẽ có một số câu hỏi vô cùng đơn giản, các chị em vui lòng tương tác giúp Xuyến nha. Câu chuyện bắt đầu từ cái vật mà Xuyến đang cầm trên tay. Mọi người có thể cho Xuyến biết đây là cái gì không? Đây là một cây bút. Giả sử như bây giờ ngoài kia có một chú chó nhỏ chạy vào và xứng quơ quơ cái vật này trước mặt chú chó thì chú chó sẽ làm gì? Chú chó sẽ gặm. Vậy thì chú chó có nhìn thấy đây là cây bút không? Không, chú chó không nhìn thấy đây là cây bút. Vậy thì chú chó nhìn thấy đây là cái gì? Có thể là một cái đồ chơi hoặc là một cái cục xương gì đó, cho nên là chú chó gặm, đúng không nào? Vậy thì ở đây cùng là một cái vật này nhưng mà con người nhìn vào thì nói đây là cây bút, còn con chó nhìn vào thì cho đây là đồ chơi hoặc là cục xương. Vậy thì trong trường hợp này ai đúng? Cả hai đều đúng, ai cũng đúng. Vậy thì tại sao cả hai lại đều đúng? Bởi vì con người dùng cái này để viết, cho nên con người nhìn thấy đây là cây bút, còn con chó thì nó chỉ nhìn thấy đây là một cái đồ chơi hoặc là một cái thức ăn gì đó, cho nên nó chỉ gặm. Ở đây mình rút ra một bài học là mọi người, mình luôn luôn tôn trọng thế giới quan của người khác, bởi vì ai cũng đúng với thế giới quan của họ. Bây giờ tiếp theo câu chuyện, giả sử như là đây là cái mặt bàn và Xuyến đặt cái vật lên mặt bàn. Bây giờ tất cả mọi người đi ra ngoài hết, Xuyến đi ra ngoài luôn, con chó đi ra ngoài, và trong cái căn phòng tĩnh lặng này nè, cái vật mà Xuyến đã đặt trên mặt bàn lúc này nó là cái gì? Nó không là gì cả, nó chỉ là chính nó. Thì theo trí tuệ cổ xưa, cách đây 2.500 năm trước, thì người ta gọi cái việc mà không là gì cả hay nó là chính nó là tính không. Tính không không có nghĩa là tối thui, đen thui, trong suốt hay là ngoài bầu trời trong xanh kia không có gì, mà tính không có nghĩa là tính tiềm năng vô hạn của mọi vật. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu xem cái tính tiềm năng vô hạn này nó được thể hiện như thế nào nha. Giả sử như khi cánh cửa mở ra, Xuyến là người đầu tiên bước vào trong căn phòng và Xuyến đi tới cái bàn, nhìn vào cái vật trên bàn, thì lúc này cái vật này nó trở thành là gì đối với Xuyến ạ? Nó là cây bút đối với Xuyến. Rồi giả sử như khi mà cánh cửa mở ra, chú chó nhanh chân chạy vào và chú chó nhảy lên bàn, nhìn vào cái vật trên bàn, thì lúc này cái vật này nó là gì đối với chú chó? Nó là đồ chơi hoặc là cục xương đối với chú chó. Bây giờ mình sẽ đi tới một cái câu hỏi tiếp theo. Giả sử như khi mà, nếu như nãy giờ mọi người chú ý nha, thì mọi người sẽ trả lời được câu hỏi này. Giả sử như khi cánh cửa vừa mở ra, Xuyến thấy chú chó dễ thương quá, cho nên là Xuyến ẵm chú chó trên tay đi vào trong căn phòng. Vậy thì ngay cái thời khắc mà Xuyến và chú chó cùng nhìn vào cái vật trên bàn, thì lúc này cái vật này nó trở thành cái gì? Nó là vừa là cây bút đối với Xuyến, vừa là đồ chơi hoặc là cục xương đối với chú chó. Tới đây thì mọi người đã thấy rõ cái tính tiềm năng của cái vật này chưa? Cùng là một vật này thôi, nó chỉ có một thôi, nhưng mà khi mà không có ai tương tác với nó thì nó chỉ là chính nó không là gì cả. Nhưng mà khi có con người tương tác với nó trở thành cây bút, và khi có con chó tương tác với nó thì nó trở thành đồ chơi hoặc là cục xương, và khi cả hai cùng tương tác với nó thì nó đồng thời trở thành cả hai. Mọi người cho Xuyến hỏi một lần nữa, trên tay Xuyến có phải là đang cầm cây bút không ạ? Vậy thì cái cây bút này nè, nó đến từ phía nó cho Xuyến nhìn thấy nó là cây bút, hay là nó đến từ phía Xuyến cho Xuyến nhìn thấy nó là cây bút? Nó đến từ phía chúng ta, bởi vì nếu như nó đến từ phía nó thì ai cũng sẽ nhìn thấy nó là cây bút, và con chó cũng sẽ nhìn thấy nó là cây bút. Và con chó khi mà nhìn thấy nó là cây bút thì con chó cũng sẽ dùng để viết, đúng không nè? Nhưng mà con chó đâu có viết đâu, con chó chỉ gặm thôi, cho nên là con chó chỉ nhìn thấy đây là đồ chơi và cục xương.
À, vậy thì mọi người hãy cho Xính mượn cái bàn tay thuận xinh đẹp của mình đặt lên phần tâm trí của mình và vẫy về phía trước để nhắc nhở mình. Mọi việc đến từ mình, mọi việc đến từ mình, mọi việc đến từ mình. À, và bây giờ mình cảm thấy rất là vui bởi vì mình biết được là mọi việc đến từ mình, thì mình sẽ có được mọi thứ mình muốn trong cuộc sống này, đúng không nè? Vậy thì bây giờ mình không muốn nhìn, chứ không muốn nhìn thấy là cây bút nữa. Xin muốn nhìn thấy đây là một cái viên kim cương vô cùng quý giá. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để cho được mình được nhìn thấy cái viên kim cương nha. Cây bút trở thành viên kim cương, viên kim cương, kim cương. 1, 2, 3, mở mắt ra. Xin vẫn nhìn thấy đây là cây bút. Mọi người thì nhìn thấy đây là gì ạ? Vẫn là cây bút. Vậy thì có gì mâu thuẫn ở đây khi mình vừa nói với nhau là mọi việc đến từ mình, bây giờ mình mong muốn nhìn thấy đây là viên kim cương nhưng mà nó vẫn chỉ là cây bút. Thật ra thì khi mà mình nhắm mắt lại thì trong tâm trí của mình nó sẽ có vô vàn những hạt giống đang vận hành, hàng ngàn hàng triệu hạt giống trong đó. Và khi mình mở mắt ra, mắt mình tương tác với mặt bằng này, thì cái hạt giống về cây bút nó đủ đầy nhất, cho nên nó phóng chiếu ra, nó ép cho mình nhìn thấy đây là cây bút. Và khi mình đã nhìn thấy nó là cây bút rồi thì mình không thể ao ước trở thành một cái vật khác được. Nếu như mình muốn thấy được cái viên kim cương thì mình cần phải gieo trồng những cái hạt giống về viên kim cương. Thì khi mà cái hạt giống về kim cương nó đầy đủ, nó sẽ phóng chiếu ra cho mình nhìn thấy cái hạt kim cương. À, qua câu chuyện vô cùng đơn giản, tuy nhiên nó hàm chứa rất là nhiều bài học sâu sắc khác nhau. Riêng bản thân Xuyến thì sẽ có được bao bốn bài học quan trọng. Bài học thứ nhất là mình hãy luôn luôn tôn trọng thế giới quan của người khác, bởi vì ai cũng đúng với cái thế giới quan của họ. À, không có đúng, không có sai, chỉ có đúng sai khi mà có một cái quy định từ trước. Bởi vì khi mà ví dụ như khi mình đi ra đường thì luật giao thông quy định đó là đèn đỏ thì mình phải dừng lại, đèn xanh mình mới được chạy. Nhưng nếu như mình gặp đèn đỏ mà mình cứ chạy thì mình sai, chứ mình không thể nói là thế giới quan của tôi như vậy là đúng. À, vậy thì thứ nhất á, là mình muốn gia đình mình phát triển, muốn doanh nghiệp mình phát triển, muốn công ty mình phát triển thì cần phải có những cái quy định, xây dựng những cái quy định để mà mình cứ căng vô đó là mình sẽ quyết định được ai đúng ai sai. À, và chỉ có những cái quy định nó mới bảo vệ được mình, nó mới giúp mình phát triển hơn. À, và cái bài học số 2 đó là bài học về tính không hay là tính tiềm năng vô hạn của mọi vật. À, thì khi mình hiểu về tính không hay tính tiềm năng vô hạn của mọi vật thì mình sẽ không còn dán nhãn, không còn phán xét bất kỳ ai, bởi vì họ chỉ là tính không. Còn mình nhìn thấy họ như thế nào là do hạt giống ở bên trong tâm trí của mình. À, ví dụ như mình nói là cái ông sếp này là ông rất là khó chịu, ông rất là nóng tính, thì cái đó là cái điều mình nhìn thấy, chứ không, nó không đến từ ổng, nó không đến từ cái người sếp. Bởi vì đối với con ổng thì ổng có nóng tính không, đối với vợ ổng có nóng tính không, đối với những cái người thân thiết, những cái nhân viên khác thì ổng có nóng tính, ổng có nổi giận không, hay là chỉ đối với mình. Thì nếu như mình nhìn thấy cái ông này ổng luôn luôn nóng tính thì mình hiểu được là cái việc mà nóng tính đó nó đến từ tâm trí của mình. À, bài học số 3 đó là về mọi việc đến từ mình. À, mọi việc đến từ mình và mình chịu trách nhiệm 100% với cuộc sống của mình. À, ví dụ như là khi mà mình luôn luôn đổ lỗi cho người khác, khi mà mình làm việc không hiệu quả, mình đổ thừa công ty, đổ thừa đồng nghiệp, đổ thừa những cái điều xung quanh, thì cái cuộc sống của mình nó luôn luôn bị phụ thuộc vào những cái điều đó. Chỉ khi mình nhận trách nhiệm về mình nhận trách nhiệm về mình thì mình mới xem lại là mình cần làm cái gì, và mình đã làm cái gì, mà mình cần làm cái gì tốt hơn để mình điều chỉnh. Và chỉ khi đó mình mới làm chủ được cuộc đời của mình. Bài học số 3, số 4 đó là bài học về hạt giống. À, mọi việc mình sẽ có được mọi thứ mình mong muốn trong cuộc sống này, tuy nhiên không thể qua mong cầu hay nguyện ước mà phải thông qua gieo trồng. À, khi mà mình suy nghĩ thì mình là người biết đầu tiên, khi mình nói thì mình cũng là người biết đầu tiên, và khi mình
Làm thì mình cũng là người nhìn thấy đầu tiên. Chính vì vậy mà đó cũng là ba cái con đường gieo trồng cái hạt giống. Mình mong muốn cái điều gì mình hãy gieo trồng thường xuyên về cái điều đó cho tới lúc nào mình đạt được thì thôi. Và cái việc gieo trồng này nó cũng tuân theo quy luật của tự nhiên, đó là có gieo có gặt, không gieo không gặt, gieo gì thì gặt nấy, và hạt nhỏ thì cây to. Và người thầy lớn Ngũ Xuyến cũng có dạy là khi mình biết cái câu chuyện này thì mình cần kể cho người khác nghe ít nhất là 3.000 lần. Bởi vì khi mỗi một lần mình kể là mỗi một lần mình gieo hạt về thế giới quan đúng đắn, thì khi cái hạt giống về thế giới quan đúng đắn nó đầy đủ thì nó sẽ cho mình có một cái thế giới quan đúng đắn, cho mình thấy là mình có thế giới quan đúng đắn, và mình luôn tự tin trước mọi quyết định của mình. Mình luôn tỉnh thức trong từng phút giây, và mình sẽ có cái một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn hơn. Rất là biết ơn cả nhà đã cho phép Xuyến có thời gian gieo hạt câu chuyện này đến với mọi người, và Xuyến cũng xin phép hồi hướng câu chuyện này đến với tất cả những người thân yêu của mình, tất cả những người mình chưa gặp, và Xuyến cũng xin phép hồi hướng câu chuyện cây bút đến với gia tiên tiền tổ của mình. Biết ơn cả nhà. Namaste.